Thay mặt đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ông Bùi Văn Cường gửi lời chia buồn sâu sắc và chia sẻ với những mất mát đau thương của gia đình chị Lê Thị Thu Hà. Mong mọi người trong gia đình cùng vượt qua nỗi đau, giữ gìn sức khỏe, tiếp tục lao động, học tập. Ông Bùi Văn Cường đã trao cho gia đình nạn nhân 500 triệu đồng là số tiền hỗ trợ của các nhà hảo tâm thông qua Quỹ Tấm Lòng Vàng, Báo Lao Động. Đây là số tiền hỗ trợ ban đầu. Quỹ Tấm Lòng Vàng sẽ tiếp tục kêu gọi và tiếp nhận mọi sự ủng hộ cho gia đình chị Hà, góp phần làm vơi bớt nỗi đau và tạo điều kiện cho hai con của chị Hà tiếp tục học tập.